Xe đất Văn Tình xin kính chào mọi người. Hôm nay thì em Tình lại về thêm được một siêu phẩm cực kỳ đẹp trong phân khúc gầm cao 7 chỗ máy dầu. Thì đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản Pre, bản cao cấp nhất anh chị nhá, bản Premium. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội và xe lăn bánh chạy chuẩn 65.000 km zin. Đó. Xe trang bị ngoại thất là màu vàng cát, nội thất hai màu đỏ đen anh chị nhá. Đó. Thì xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Thì sau đây em Tình sẽ quay chi tiết tổng thể chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp 2019 này đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo với em Tình. Đó. Chiếc xe này thì cực kỳ đẹp anh chị nhá, cũng như là xe rất mới. Thì anh chị nếu như có nhu cầu tham khảo về chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu thì anh chị có thể cân nhắc chiếc xe này của em. Và nếu như anh chị cần thêm thông tin chi tiết thì anh chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cũng như là inbox Zalo cho em Tình, hoặc là vào Facebook chính chủ của em là Xe Nước Văn Tình anh chị nhé. Cửa hàng em thì có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B, chung cư Hà Lộ Hôm Nen, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Salon Isuka Việt Nam. Đó. Một chiếc xe biển Hà Nội và sản xuất 2019, phiên bản máy dầu cao cấp nhất, trang bị ngoại thất màu vàng cát, nội thất hai màu đỏ đen. Chiếc xe thì đã được bác chủ thay một dàn lốp mới rồi, nên là quý anh chị sẽ không phải mất cái chi phí mà anh chị mua một chiếc xe đã qua sử dụng về phải thay một dàn lốp mới để đi lại nữa. Đó thì cũng là một cái ưu điểm ở trên chiếc xe này. Xe thì đăng ký biển Hà Nội, biển số là 730F78645. Đó. Khá đẹp. Đó, nếu như mà anh chị được xếp lại thứ tự biển số thì sẽ là 45678 anh chị nhá. Nói vui vậy thôi. Biển số thì không thay đổi được. Đó. Nội thất của chiếc xe thì anh chị có thể xem luôn giúp em này. Đây là bản cao cấp nhất, bản Premium thì trang bị nội thất hai màu đỏ đen. Ngoài ra thì hàng ghế trước chỉnh điện cũng như là ghế lái trang bị thêm là hai vị trí nhờ ghế, set 1, set 2. Đó. Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh chị nhé. Đó, nạp phông trần màu đen. Vô lăng thì tích hợp đầy đủ các phím bấm chức năng cơ bản như đàm thoại rảnh tay, Bluetooth này, chế độ chân ga, chế độ cruise control và có cả gầy số vô lăng, số thể thao anh chị nhé. Km của xe đã đi được là 65.632 km. Đó, trang bị màn hình giải trí, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sửa và làm mát hàng ghế trước cũng như là sấy vô lăng, trang bị sạc không dây cho các bác luôn. Đó, điều hòa tự động hai vùng độc lập nhé. Đó, có chế độ lái Drive Mode này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, kiểm soát tốc độ này, chế độ an toàn Auto Hold này, phanh tay điện tử, cảm biến và chạm xe này. Đó, rất là nhiều option đúng không ạ? Tapi cánh cửa rất mới. Nội thất hàng ghế thứ hai các bác xem qua luôn giúp em nhé. Xe này về thì em cũng chưa dọn dẹp gì nhiều. Đó, thì cũng lên sóng giới thiệu các bác luôn. Một chiếc xe rất hot. Và đặc biệt thì với chiếc xe này em Tình chào giá cực kỳ là chi mừng luôn. Đó, khẳng định với các bác nếu như các bác nào có nhu cầu là các bác sẽ mua được xe của em Tình. Trên thị trường thì hiện tại với bản máy dầu 2019 bản cao cấp thì thị trường vẫn đang chào khoảng 1 tỷ 150, nhưng đến với em Tình Isuzu Việt Nam em sẽ có giá cực kỳ hữu nghị và cực kỳ tốt cho các bác nhé. Đó, nhưng giá thành tốt thì đương nhiên không phải câu chuyện mà là xe nó lại bị thế nọ thế kia. Thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Tình, xe thì khẳng định và cam kết với các bác chuẩn là không đâm đụng tai nạn ảnh hưởng đến khung gầm sassi, sẽ không ngập nước thủy kích, máy móc động cơ xuống nguyên bản. Đó, các bác có thể check test chất lượng tại hãng hoặc bất kỳ gara nào. Sai cam kết em Tình nhận lại xe, hoàn lại tiền cho các bác. Đó. Với cái mức giá mà chiếc xe này em Tình đưa ra chào bán với quý anh chị là 1 tỷ 095 triệu đồng, ngoài ra vẫn bớt được thêm được một chút độc cho các bác nữa, thì các bác thấy giá nó có hợp lý không ạ? Khẳng định với các bác là 2019 máy dầu bản cao cấp nhá, thị trường bây giờ đang chào bán tầm khoảng 1 tỷ 150, đó là giá chào bán. Đó. Thế nhưng đến với em Tình thì em Tình chỉ chào bán với mức giá là 1 tỷ 095 triệu thôi. Lại còn xe biển Hà Nội nữa. Rất hợp lý đúng không ạ? Đó. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện luôn các bác nhé. Và nếu như bác nào có nhu cầu trả góp thì em vẫn hỗ trợ làm thủ tục banh cho các bác lên đến 70%. Và bên em thì luôn luôn là cam kết chất lượng xe bằng văn bản chi tiết cho các bác. Đó.
nên các bác mua xe bên em hoàn toàn yên tâm rồi. Đó. Ngoài ra thì nếu như bác nào ở xa thì em vẫn hỗ trợ các bác là đăng ký sang tên đổi chủ cũng như rút hồ sơ gốc, đặc biệt là hỗ trợ các bác giao xe toàn quốc nhé. Đó. À, em xin tóm tắt lại thông tin và như giá bán của chiếc xe này, đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu bản cao cấp nhất bản Premium. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký biển Hà Nội, tên tư nhân. Xe lăn bánh chạy chuẩn 65.000 km, trang bị ngoại thất màu vàng cát, nội thất hai màu đỏ đen. Chiếc xe này thì hiện tại em tính đang chào bán với mức giá là 1.095.000.000 đồng. Giá thì vẫn còn thương lượng và có thể bớt gia lộc cho các bác thêm. Cụ thể thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cũng như inbox Zalo cho em là 0911 666 325. Đó, thì em tính sẽ tư vấn cũng như là gửi các bác hình ảnh chi tiết ngoại thất của chiếc xe này. Clip của chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 em xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.